Hello, xin chào mọi người quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con Cuộc Sống Việt Nam. Bữa nay em đổi hướng, em ăn sẽ ăn như thế này nha mọi người. Ăn cái kiểu kia giờ ớn quá trời luôn. Kiểu này nè, ăn cơm bằng thau nha. Ăn vậy đi cho nó ngon nè. Gì con? Quánh một thau luôn, thừ lớn, đói bụng hả? Ngủ nó dậy ra bụng rồi. Hai chồng ăn cơm bằng thau nha. Thau cơm. Cái thịt gà nha, ngay gà kho này luôn. Cảm ơn hả? Cơm đang sắp nữa hả? Gan gà nha. Thau cơm thử. Mời ăn tướng bá đạo. Bá đạo không? Tim gà ăn chung với rau sống. Nó bụng ăn đã. Nấc cơm rồi gắp các mình em ăn. Bây giờ thế à, ăn thế à, nó căng chứ. Nhớ hả?
Chở áo lên coi. Dẫn áo đi áo không lần hả? Anh không có cái con kìa. Thao cơm tình nghĩa vợ chồng. Anh muốn nước gì con? Không. Làm cũng giấy thôi rồi. Ăn đúng món đó. Đúng rồi. Món đúng thằng muốn đúng món đó. Đúng rồi rồi. Không. Ăn là phải ăn hai cái ăn. Ăn cái tay dí chả kịp. Bữa rồi chắc hôm qua có ai dắt đi ăn miễn phí luôn. Mấy chị em mua cái đậu bò vậy. Mấy cái tháng 3 mình ra là bất cứ nhất. Mấy cái đậu 150 nè. Mua 250. Mua rồi đó nhỏ luôn. Mua rồi còn bao nhiêu ăn. Tao điểm đi. Tao lớn 5 triệu. Tốn 5 triệu nữa. 250 thằng mua này mua kia nữa phải không? Mì nữa. Mì nhỏ quá. Bữa nay tao ở ngoài tôi đi chơi luôn. Để lắc điện. Ăn nè, miễn trừa ạ. Mỏng đồ quá trời. Có gì là mất tiền rồi đó. Biết làm nữa là được rồi làm. Vẫn chưa được. Để vô cho nó ăn được. Không được đâu. Rau gì đó thơm. Dừa không? Dừa. Không nhiều.
Có. Ngon á. Thấy chú quýnh lộn hoàng rồi. Chồng em quýnh lộn hoàng. Lộn nhịn. Nó không ai quýnh hoàng. Chữ gì nè. Một chữ nè. Sao? Không hết hết cùng. Ngon sao dọn tô. Ngon sao dọn tô. Chọn chọn chứ chết lát em cũng rửa à. Ai rửa? Ừ. Quá nhờ. Quá trời con. Nhỏ luôn à. Hết chút thần thánh rồi mọi người. Giờ phải đi mua thần thánh nữa. Sáng giờ là hết hai chai thần thánh rồi nha. Rồi để cái nước thần thánh này muốn sang nha. Clip của em đến đây là hết nha mọi người. Bye bye mọi người và xin hẹn gặp lại mọi người nữa.